Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống nhà nông của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong không gian rộng lớn đại ngàn, những tưởng phận người vắt vẻo nơi núi cao kia sẽ sống cuộc sống biệt lập. Thế nhưng không phải là như vậy, từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, từ chân đèo này lên lưng chừng dốc khác, họ sống cộng cảm và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Sợi dây nối kết họ với nhau chính là những tập tục truyền đời, những lễ hội cầu mong mưa thuận gió hòa. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với cộng đồng người Hà Nhì ở huyện Bát Sát, Lào Cai. Người Hà Nhì được biết đến là dân tộc cởi mở, biết cách tạo nên những dấu ấn đậm nét về tín ngưỡng và phương thức sinh hoạt trên chính vùng đất mà họ sinh sống. Với người Hà Nhì Đen, việc dựng nhà là việc lớn nhất của đời người. Khi gia đình anh Sần Hờ Lù ở thôn Lao Trải bắt đầu dựng nhà thì có rất nhiều người trong thôn đến phụ giúp gia đình anh. Nhà tôi đang làm nhà, còn 2 ngày nữa là bắt đầu lợp mái. Có mỗi nhà mình thì không thể làm nhà được đâu, nên tôi gọi tất cả anh em ở trong thôn đến giúp đỡ, làm nhà để cho mình ở. Tất cả mọi người cùng nhau làm để cho nhà vững chắc, và sau này mình ở nó sẽ bền hơn. Phải mất hơn 2 năm để chuẩn bị đất, anh Lù mới dám khởi công xây dựng nhà. Đất đỏ được đưa vào khuôn, dùng chày nén chặt hết lớp nọ đến lớp kia, tạo nên bức tường vững chắc. Việc trình tường tốn rất nhiều nhân công, nên anh Lù phải nhờ vào sự hỗ trợ của anh em, hàng xóm. Một mình thì không làm được nhà đâu, cho nên phải nhờ đến các anh em trong thôn để làm giúp mình. Hôm nay tôi đến giúp nhà anh Lù, hôm nào tôi làm nhà, anh ấy lại qua giúp. Trong khi những người đàn ông làm nhà, thì những người phụ nữ chuẩn bị cơm nước cho những người thợ. Nhà anh Lù sẽ phải mất từ 3 tới 4 tháng mới có thể hoàn thiện ngôi nhà. Vì thế mọi người đang cố gắng làm nhanh nhất có thể để anh Lù sẽ có nhà mới vào đúng dịp Tết của người Hà Nhì này. Chúng tôi đang cố gắng đến Tết của người Hà Nhì khoảng tháng 11 âm lịch là sẽ hoàn thành để vợ chồng nhà Lù có nhà mới ăn Tết. Hàng trăm năm nay, người Hà Nhì sống đầm ấm trong những ngôi nhà chỉnh tường. Dưới mái nhà cổ xưa, nhiều phong tục truyền thống, nhiều nét đẹp văn hóa vẫn được nuôi dưỡng và phát triển. Nhà chỉnh tường của người Hà Nhì rất kiên cố. Nguyên liệu làm nhà không chỉ có đất, nước mà còn có cả đá nữa. Mái nhà chỉnh tường của người Hà Nhì rất khác biệt so với nhà chỉnh tường của một số dân tộc khác. Bình thường thì nhà có 2 mái, còn nhà của chúng tôi thì có 4 mái. Chúng tôi sinh sống ở vùng biên cương nhiều gió, nhiều mây, cho nên khi làm nhà có 4 mái như thế này, ngôi nhà có thể đón gió từ 4 hướng. Vì vậy mà mái nhà sẽ bền hơn và ngôi nhà sẽ vững chãi hơn. Đây là kinh nghiệm mà các cụ xưa đã truyền lại cho con cháu. Để làm ra trang phục của người Hà Nhì Đen thì chúng tôi phải đi mua vải tự nhuộm rồi tự may để mặc. Trong trang phục của người Hà Nhì chúng tôi thì các bà già sẽ mặc quần áo màu đen hay là màu chàm, kể cả trong những ngày thường hay là ngày lễ Tết quan trọng trong năm. Trang phục của thanh niên và những người trẻ tuổi thì có khác hơn một chút. Nó sẽ được thêu nhiều hoa văn hơn và màu sắc chủ yếu sẽ là màu xanh và màu đen. Người Hà Nhì thường tự nhuộm màu cho quần áo hàng ngày. Người Hà Nhì Đen vẫn tự nhuộm vải cho các bộ quần áo mặc hàng ngày. Chúng tôi chủ yếu nhuộm màu đen hoặc là màu chàm. Ban đầu thì mình phải đun nước rồi pha với chất tạo màu mua ở chợ. Vì nhuộm quen rồi nên tôi chỉ cần nhìn mắt mà ước lượng số thuốc nhuộm cho vừa thì màu mới lên đẹp được. Nếu cho ít quá hay là nhiều quá thì cũng hỏng. Bây giờ phải mang cái này đi phơi, xem màu có lên đúng không thì mình mới biết được có phải nhuộm lại hay không. Cái công việc may vá này thì bắt buộc người phụ nữ Hà Nhì đều phải làm thành thạo. Do vậy mà tôi luôn dạy cho các cháu biết cách nhuộm vải, biết cách tự khâu áo cho mình. Nếu không biết làm công việc này thì người con gái Hà Nhì Đen chưa thể.
Dạy thì cũng hơi khó, nhưng mà nếu mà học thì cũng chắc là phải lâu em mới học được ạ. Nhưng mà bây giờ em thì chưa học, em nên bây giờ em mới bắt đầu học ạ. May bộ quần áo như thế này thì em thấy em khó nhất là nếu mà thêu như cái này này, phải thêu vào sát như thế này em thấy khó lắm, nhưng em không biết thêu. Ngoài quần áo thì bộ tóc cũng rất quan trọng với người Hà Nhì. Trong những ngôi nhà của người Hà Nhì thường có treo những bộ tóc giả để làm đồ trang sức cho phụ nữ trong nhà. Bất cứ cô gái nào đến tuổi lấy chồng thì người mẹ như tôi cũng đều phải dạy cách khâu vá và chuẩn bị trang phục để đến tuổi thì phải về nhà chồng. Thường thì việc chuẩn bị những bộ len để đổi tóc rất quan trọng nên mẹ thường hướng dẫn cho con gái chuẩn bị bắt đầu từ cái này. Để làm ra được bộ tóc này thì cũng phải mất nhiều công lắm. Trước đây phụ nữ Hà Nhì tóc dài nên sẽ dùng tóc tết cùng với những sợi len này rồi cuốn lên đầu. Còn nếu ai tóc không dài thì phải dùng tóc giả. Trước tiên lấy tóc giả tết cùng với những sợi len này sao cho đều và đẹp. Còn đây là cái nơ để trang điểm cho mái tóc. Mình phải chọn những cái đẹp nhất, màu sặc sỡ để làm điểm nhấn. Còn đây là phần đuôi của mái tóc. Mình buộc những sợi len thành từng bó và cũng chọn những màu sắc thật đẹp để trang trí cho nó. Những ngày này, người Hà Nhì đang chuẩn bị cho một lễ quan trọng bậc nhất trong năm, đó là lễ cầu mùa. Đây là tín ngưỡng quan trọng trong nông nghiệp của người Hà Nhì, thể hiện ước mong về cuộc sống đủ đầy. Bên sân nhà, những cô gái chuẩn bị trang phục để đi chơi hội. Ở góc khác, những người lớn lại đang chuẩn bị cho việc thịt trâu, lễ vật không thể thiếu trong lễ cầu mùa. Con trâu này được cả làng đóng góp tiền lại để cùng mua. Chúng tôi là phải 50 hộ, hàng năm phải tháng 6 thì đi mua trâu. Nhưng mà mỗi nhà mỗi hộ để góp tiền nhau. Sau đi mua thì chủ yếu là mua chúc đợt mà chưa thiến. Không bao giờ mà chúc đợt mà không thiến thì không dùng. Thế tại sao lại phải dùng trâu đực ạ? Cái này là lý lẽ của người xưa là bà là có trâu cái thì gọi là có con rồi thì không bao giờ mà cúng bà thờ, cho nên là chủ yếu là mua chưa được. À, dạ vâng. Thế năm nay thì con trâu này thì cả làng góp tiền vào để cùng mua, bao nhiêu tiền đấy ạ năm nay? Năm nay là phải 50 hộ góp tiền là phải 34 triệu góp tiền mua, nhưng mà tí nữa chia thì chả biết là mỗi hộ được bao nhiêu. Theo phong tục của người Hà Nhì, chỉ có nam giới mới được tham gia vào việc mổ trâu cúng lễ. Thịt trâu sẽ được chia làm 50 phần, tương ứng với 50 hộ gia đình trong thôn. Chú ơi, cho cháu hỏi là sau khi mà chia xong thì mỗi một cái phần như thế này thì được khoảng mấy cân ạ? 29 là đây. 29. Bao gồm cả mỗi một hộ ở đây. 2 cân 9 lạng là bao gồm cả cái gùi kia hay là trừ cái này đi rồi. À, tức là trừ gùi đi khoảng 2 cân 9 lạng thịt là mỗi gia đình. Những người phụ nữ ở nhà sẽ thổi xôi, giã bánh dày. Vì là lễ hội cầu mùa nên người Hà Nhì chọn những sản vật ngon nhất để cúng tế. Cả thôn có 50 hộ, nhưng chỉ có 20 hộ là có đủ điều kiện kinh tế để chuẩn bị mâm cỗ cúng với rất nhiều món ăn. Đối với nhà em thì chuẩn bị mua 2 món, món thịt trâu hôm qua mổ, tí bắt này bắt của thầy cúng để gì tí nữa chia ăn. À, vâng. Còn cái bắt này, bắt thịt này là bắt thịt thì để cúng các thần linh. Vâng. Còn đây là dưa chuột, còn đây là đậu, đây là trứng rắn.
là mình lại cái này xưng hô như kiểu mình hàng ngày gặp nhau đấy. Nếu mà thuộc hệ chú thì gọi chú, hệ anh thì gọi anh, hệ bác thì gọi bác, hệ bác hỏi hệ ông thì gọi ông. Cũng như cả làng thôi, cái này thì mong muốn được cái mùa lúa này được bội thu thôi, cho nó năng suất nó cao hơn, làm sao đồng bào nó được ấm no, cả ấm no càng tốt. Trải qua thời gian, ngoài lễ hội cầu mùa, người Hà Nhì còn có nhiều lễ cúng khác như là lễ cúng rừng, lễ cơm mới. Có thể nói thông qua những lễ cúng này, người với người sát lại gần nhau hơn. Thế nhưng tính cộng đồng không chỉ thể hiện trong những lễ cúng chung của cả bản làng. Sự yêu thương đùm bọc của những người vùng cao còn bộc lộ rõ nét thông qua việc lớn của một gia đình. Chỉ cần một nhà có việc là không chỉ họ hàng mà còn làng xóm láng giềng cũng chung tay giúp sức. Hãy cùng đến với cộng đồng người Cờ Lao ở Hoàng Su Phì, Hà Giang để hiểu hơn về điều này. Khi những ruộng bậc thang chỉ còn lốm đốm gốc dạ, lúa ngô đầy bồ cũng là lúc người Cờ Lao tạm gác lại những lo toan thường nhật để làm việc lớn. Mùa cơm mới này, ông Minh Văn Khái mới có điều kiện làm lễ cúng ma cho cha mẹ mình. Cái này thì nói là phong tục ạ. Phong tục là trước khi mất đấy thì là ta chỉ là phong tục tập quán, ta chỉ là mở đường cho đi thôi, cũng làm bài bản mở đường, làm một con lợn, một con gà để mở đường đi thôi. Đến sau một năm có điều kiện thì mình làm, nếu không có thì 3 năm mình làm, hoặc là 10 năm làm cũng được. Hàng ngày ấy thì mình xem là từ ngày tháng năm sinh của, ví dụ như có bao nhiêu thằng con trai, có bao nhiêu đứa con dâu, là chọn những ngày nó không xung nhau, năm không xung nhau, và lại phải chọn những cái ông bà nó chết đấy mà khổ đấy cũng không xung nó thì ta mới được dùng ạ. Bà già ngày xưa nó không chia đất, không chia ruộng. Là thời cũ nó là như thế rồi, là có cái phong tục ruộng đất là chỉ có cho con trai đấy, thì bây giờ là con trai phải khắc làm ma cho ông bà, còn con gái là phải đi bằng lễ, có lợn hoặc là có gà đấy, ta đi người ta lấy con gà đi xong là để là gọi là đền ơn đáp nghĩa của bố mẹ thôi, chứ người ta lấy con lợn bé tầm chục cân hoặc là 100-200 nghìn tiền hoặc là một vài chục nghìn đấy. Đi về bên trai thì lại còn phải đón bằng khách đấy. Bên trai mình là bên trai thì là mình phải đón bên gái, là bên em gái này, chẳng hạn thì là phải đón nó bằng khách đấy, phải đưa đón nó đàng hoàng. Trong khoảnh sân nhà, thầy cúng và con cháu trong gia đình cùng nhau làm đồ lễ. Quan trọng nhất là hai hình nộm tượng trưng cho cha mẹ đã khuất núi. Cái này là để cho làm cái người giả để nằm lên vai. Cái ghế có sự phân biệt giữa ghế dành cho đàn ông và đàn bà không ạ? Phân biệt ạ. Phân biệt là cái này nó làm to, cái này to tí thì cái này của ông già, cái này hơn tí của ông bà thôi. Chú ơi, làm cái ghế này có khó không mà chú bị chảy máu tay rồi kìa. Làm khó lắm ấy. Vâng, thế bây giờ mình làm cái này xong thì cái ghế này là các chú làm cũng đã gần xong rồi đúng không ạ? Rất là chắc chắn. Bây giờ gần xong ạ. Vâng, cái rất là chắc chắn. Mình có để cái gì lên trên cái ghế này không ạ? Bây giờ nếu mà làm xong thì chứ. Ngày mai nếu mà để sáng mai. Nếu mà sáng mai đón ông già về thì cho nó gọi nó 3 lần. Nó 3 lần xong là mình cứ cho nó vào người đấy ạ. Cái người mà bị trước trẻ ấy thì người ta có làm lễ ma khô không ạ? Trẻ cũng phải 12 tuổi trở lên mới làm ạ. Chú làm nhanh quá. Chú thì chú làm thành công thì chú làm chuyên mà. Vâng, tức là bây giờ là mình vẫn chưa để cái hình nộm này lên trên này đúng không? Bây giờ còn chưa để. Nếu bạn trẻ lúc nào mình để sáng mai, mình bây giờ như sáng mai mình đốt hương,
Đức Hương nhà chủ nó về đây đón nó. Vâng. Đón nó mình mới gọi nó ba lần cái này xong mình kia cho nó người vào cái ghế. Vâng. Thầy cũng phải ở bên này. Vâng. Bên này mình phải cúng xong 24 đoạn xong hết thì mình cũng xong cứ cho nó vào. Trách nhiệm. Người nhờ thì nó là như thế này, mình nhờ nó là gọi là bằng lễ tình cảm. À, nếu như không nhờ là không có lễ tình cảm, ta phải đạt là phải mình phải đạt những người quản lý rồi quản lý xong nó mới lại sang phần lại đi khác đi là lúc ấy là ta đã bàn giao công việc cho những người làm việc thì là trụ nó không phải lo. Mà đầu lễ ma khô là lễ nhập hồn người đã khuất vào hình nộm và rước vào nhà. Lý này phải diễn ra vào thời khắc mà mặt trời vừa ló dạng, tức là khi vạn vật còn thuần khiết. Ta đi, thẳng về lại con cháu. Để là mình có cái gì cũng cho ông bà rồi, cho ông rồi. Thì mọi con trâu nè, con lợn nè, giã bánh nè, cái gì cũng cho bà, cho ông hôm nay. Con nếu mà con, đó là ông bà, là ông nó chết thì nó cũng chết, nó đi, nó cũng là mở quạn cho con cháu. Sau khi nhập hồn, hai bàn thờ cũng mới được lập ở trong nhà. Lúc này con cháu được phát khăn tang, dì dầm nói chuyện với cha mẹ của mình. Từ ngày cha mẹ mất, đây là lần hội ngộ đầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng. Ngoài sân, khách bắt đầu tới. Người mang lợn, người mang gà, người mang đậu phụ. Dù ít, dù nhiều, nhưng đều được con cháu trong nhà tiếp đón trọng thị ngay từ ngoài sân. Thì người ta phải mang gạo, mang tiền lại đến. Đấy, hoặc là rượu, mấy nhà một hai chai rượu. Rồi là 3-4 cân gạo, 2-3 cân gạo, đó là tùy theo. Nếu như ai là rẻ, hoặc là người thân thiết, người ta mang một con lợn con, một con gà, một cái bánh. Đấy, một cái bánh to và một con gà luộc chín. Những lợn người ta phải mang sống về đây giao. Giao sống xong bắt đầu mới mổ lại, trực tiếp bắt đầu làm hồi lại. Cái việc gom góp này nó có ý nghĩa như thế nào? Cái này thì gọi là, cái này nó cũng là ý nghĩa là, vậy là đền ơn đáng nghĩa của những người chết. Đấy, những người đã chết đi rồi, ta làm ma. Đấy, thì ta phải đền ơn đáng nghĩa cho nó. Chén rượu đầu đổ đi. Để khách đến ấy, người ta gọi là giả ma của nhà khách. Thì có cái khay rượu đấy để quỳ xong là nó vứt ra đằng sau á. Thì cái đấy là người ta giảm sợ là ma của nhà khách vào ấy, đi theo khách ấy. Thì cái đấy là cái lễ đấy là nó phải có cái rượu này nó để vứt qua đằng sau ấy thì nó mới ma nhà đấy mới không vào nhà mình. Thì mình mới vào làm việc. Đấy, nếu mà sợ là nhà khác nó có ma đi theo nó ấy, ma nhà nó đi theo nó ấy, thì người ta phải có cái khay rượu để vứt ra hai bên. Xong là cho nó nhận cái rượu này đi. Xong là ta vào nhà làm ma thì nó không biết gì.
Sau những lễ cúng mang màu sắc tâm linh như lễ cúng ma khô hay là lễ cúng mùa, người dân lại hòa vào phần hội. Những đôi mắt lúng liếng, váy áo rực rỡ, tiếng cười nói, tất cả hòa vào núi rừng làm cho cuộc sống nơi vùng cao trở nên sống động và màu sắc hơn. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với lắm mẹ đọc ngờ tàu tăng nằm số tham khao bay đăng ngần. Những câu hát bằng tiếng Thái cổ này chính là khập của người Thái. Khập có nghĩa là hát du. Hầu như người Thái nào, bất kể là đàn ông hay đàn bà, đều biết khập. Những điệu khập ca ngợi quê hương đất nước, tri ân các anh hùng dân tộc, tỏ lòng biết ơn tổ tiên gia đình. Ông Lương Văn Nhì là nghệ nhân hát khập nổi tiếng ở Mường Lát. Âu dân chủ quân dân mược hậu khô đè. Cái này thì xuất phát từ đời ông đời cha về, họ là gia truyền cho các cháu các con. Sau này thì có đám cưới này, có đám dựng nhà đám bé này, các cháu các con cứ phải học tập lấy để mà khập làm vui động viên trong gia đình, thí dụ như thế. Ở nhà nào họ dựng nhà này là động viên họ có nhà mới này ở này, hay là nhà nào làm bía cho ông cho bà cũng là khắp động viên cho ông cho bà trăm năm hạnh phúc mà muôn tuổi. Ông Nhì gắn bó với những điệu khập từ khi mẹ còn bế ngựa. Hơn 70 năm cuộc đời, ông cũng không nhớ mình đã sáng tác bao nhiêu điệu khập. Những điệu khập do người Thái tự biên, tự diễn. Trong đó, nhiều điệu khập ra đời từ chính những ngẫu hứng có được từ cuộc sống thường ngày. Được rồi, thu tên cấm. Thu tên cấm, vật lùng nhằng phộm. Cái đó thì theo cái từng nhà chứ. Nhà ông A, nếu mà đông cháu đông con, thì ta lại khắp mừng là nhà ông hay là nhà cháu, nhà chú, nhà cậu gì đấy, là có cháu có con, đông cháu đông con, không hoàn cảnh. Nhưng mà như nhà cháu này hay là cậu này là hoàn cảnh neo người, khó khăn hàng năm làm nhà được thế này, tương lai sau này phải cố gắng làm ăn theo anh em, theo xóm, theo làng. Không có sân khấu riêng nào cho khập. Người Thái có thể khập mừng năm mới, khập lên nhà mới, khập mừng cô dâu chú rể. Nhưng cũng có khi khập ngay trên nương lúa, nương ngô của mình. Khập có thể hát một mình hoặc là đối đáp với nhau. Để làm tôn lên những điệu khập, người Thái dùng đến những chiếc khèn. Người thổi khèn hay nhất trong cộng đồng người Thái ở Mường Lát phải kể đến ông Hà Văn Tứng. Là theo là từng người khập, từng người hát, thì gọi là người khập là khập khập dài, là cũng là khập âm gì đó thì khèn phải thổi theo cái âm của từng người đó, ngoài đó là cao hoặc thấp. Nếu bài nào này thì ông biết trước là khập theo thế nào thì ông cũng là thổi theo, bị quen từng buổi, từng lúc. Vào những dịp vui, người Thái có thể khập xuyên đêm. Để có thể khạp dẻo dai thì người khạp phải nhanh nhạy trong việc chống đối. Vì thế mà dù phổ biến từ nhiều đời, người Thái nào cũng thích kê khạp, nhưng không phải ai cũng có thể khạp được. Ông khạp hết cái bài này, bài thứ một. Cháu lại tiếp theo cái trả lời tôi đấy. Cháu trả lời xong, cháu lại nói. Ông lại nghe sau này ông lại trả lời cháu nữa, là cứ thay đổi đến khi là
cả đêm ấy một người đến là 10 bài cũng có, 15, 16 bài cũng có. Hiện nay không có nhiều người trẻ biết khạp. Chị Hà Thị Cúc thường phải học thuộc lời của người đi trước rồi mới đến âm điệu. Khó lắm, nhớ khó lắm. Khó thì không nhớ nổi. Không nhớ nổi là chả biết là kiểu nào, khạp kiểu nào. Cũng nhớ được khoảng 3-4 câu nhưng mà không khạp được. Ngày nay trong những đám cưới của người Mường Lát, những dòng nhạc hiện đại đã xuất hiện, nhưng không vì thế mà khạp không có chỗ đứng riêng. Khạp vẫn vang lên, xóa đi những lo âu về cuộc sống, là nơi để mỗi người Thái gửi gắm chút tâm sự của riêng mình. Tiếng khạp vang vọng khắp núi rừng, quyến luyến những nóc nhà, đọng lại trong nụ cười, ánh mắt chân tình của những người Thái hùng hậu. Và rất phấn khởi khi nào có cái chuyện gì về buồn đó, thì nhưng mà mình được khạp được hát thì hình cho là qua không còn có cái gì mà buồn. Là mà chờ âu đây bần lì u khoa thiệp liên si là siêu có mi tay ống lệch đi là bà siêu có mà su ha dẫn mượn chị bóc động nơ. Cuộc sống ở lưng chừng núi gặp muôn vàn khó khăn, nhưng không vì thế mà đời sống tinh thần của người vùng cao mất đi những màu sắc tươi tắn. Chính sự phong phú trong đời sống tinh thần đã giúp cho đồng bào dân tộc vùng cao lạc quan trước những thiếu thốn, vất vả của cuộc sống vật chất. Tới đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Cuộc sống nhà nông ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.